Đấy, chào mọi người nha, em có một cái tin 024 này mọi người. Cái này thì em để giá nó tốt nha. Tại vì một số đặc điểm ở đây. Này nó có cái mã số gì 2359. 024 42cc. Cái tem nhôm ở trên này nó mất rồi nha. Cái nắp nó đẹp không? Nắp này nắp xịn nhỉ. Làm cái tin gì này, làm này khoảng 5 tấc 5 tấc rưỡi, máy in chưa mini. Làm nhông nha, xích cũng rất là dài. Mặt tiền vẫn còn ok đi. Lắp làm đẹp ghê. Lắp máy vệ sinh ra là đẹp nha mọi người. Có xích. Ui, cái dây giật này mọi người ơi. Mọi người khéo tưởng tượng không? Uống cái dây giật này không biết giật được bao nhiêu lần. Này chắc để bãi thì nó hơi ấy thôi. Còn cái dây giật này. Bãi thì chứ. Kéo hơn. Đó, hơi rất là đen. Ui, cái dây giật hơi bao hơi nha. Đó. Chế đồ còn đầy đủ nha. Nó chỉ bắt cái tem như này thôi mọi người, còn lại đủ đồ. Thì máy này em bao hơi. Đó. Dòng mấy dòng cái tin này nó bền lắm nha. Cái bền. Thì con này em để cho mọi người $3.9 nha. Con này $3.9 không bao ship nha. Này là giá cực kỳ tốt rồi đó. Mọi người nói chung là mọi người đi mua không có đâu. Hàng mà hàng bãi mà mua không có giá đây đâu. 024 không có giá đây. Một con giá để giá tốt cho mọi người. Chưa dọn nha mọi người. Đó, hàng thì về sau bán vậy đủ đồ. Đó, thiếu cái gì thì em nói rồi đó. Thiếu cái tem trên này thôi. Tem này thì cũng dễ kiếm đấy. 3.9 nha, không bao ship, máy chưa dọn. Đó. Hàng bao năm nha mọi người. Rồi, anh em nào mà có nhu cầu mua cái dòng này để cắt cây cho nó khỏe một tí ấy, thì giá này cực kỳ tốt luôn. Nên là anh em tranh thủ ha. Một cây, một cây. Rồi, chào mọi người nha.